Xin chào tất cả các bạn, tôi mình là Yellow và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục series quản lý đội bóng với AC Milan trên FIFA 14. Như các bạn đã biết ở video trước thì sau hai chiến thắng khá là nhọc nhằn trước các đối thủ lớn là Manchester City và sau đó là Borussia Dortmund thì chúng ta cũng đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng là Real Madrid xuống còn 1 điểm dù rằng đã đấu nhiều hơn một trận. Và hôm nay chúng ta sẽ đối đầu với một ông kẻ khác của bóng đá châu Âu là Bayern Munich. Và ngay từ phút thứ 15 thì AC Milan đã có cơ hội tốt với cú volley tuyệt đẹp của Keisuke Honda. Nhưng đáng tiếc là trong tình huống này Manuel Neuer đã quá xuất sắc. Schweinsteiger để mất bóng, phản công cho AC Milan. Mario Balotelli vượt qua được đánh tay rồi. Cú vào El Shaarawy, Steven El Shaarawy, hoàng tử Ai Cập đã ghi bàn vào lưới của Manuel Neuer ở phút thứ 19. Và đây cũng là bàn thắng thứ 19 của cầu thủ này ở giải Ngoại hạng Anh. Tình huống đầu tay đều xuất sắc của Mario Balotelli và sau đó là pha chạy chỗ đánh đầu rất hiểm hóc của Steven El Shaarawy. Phút thứ 31 đây là Philip Lahm. Hoverdus cứ được bóng rồi, phản công cho AC Milan. Mario Balotelli, Paul Pogba, Jesse Rodriguez. Không, đó là Mario Balotelli. Trống trải quá, sút vào. Mario Balotelli. Lần này thì chính anh đã ghi bàn thắng vào lưới của Manuel Neuer. Pha đánh đầu về rất bất cẩn của Bastuber và Mario Balotelli đã ở vào tình thế không thể thuận lợi hơn để tung ra cú dứt điểm. Phút thứ 37 đây là De Ciclio. Ôi trời ơi, chuyện ngu quá, Alaba cứ được bóng rồi. Schweinsteiger chuyền lại cho Alaba, shoot. Và như vậy là Bayern Munich được có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Một bàn thua không đáng có của AC Milan, họ chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Người có lỗi lớn nhất trong tình huống này chắc chắn là cầu thủ trẻ Mattia De Ciclio với đường chuyền bán đội cho David Alaba. Phút thứ 45 đây là Frank Ribery, Mario Götze, Arjen Robben, chuyền lại cho Götze, shoot, không vào, Ribery, không được rồi, người vừa phát bóng ra là Mattia De Ciclio. Và đó cũng là tình huống cuối cùng cho 45 phút thi đấu đầu tiên cuộc đối đầu giữa AC Milan và Bayern Munich trên sân San Siro. Trong hiệp 1 thì Bayern Munich mới là đội chiếm ưu thế với thời lượng kiểm soát bóng cao hơn, cũng giống như là nhiều hơn những cú sút về phía khung thành của đối phương. Sang hiệp 2 ở phút thứ 67, đây là Arjen Robben. Vẫn là tiền vệ người Hà Lan, sút không vào, Götze vẫn không vào, Ribery. Như vậy thì cuối cùng bóng cũng đã nằm gọn trong lưới của Moseleyra bất chấp hai pha cản phá xuất thần của thủ thành người Uruguay. Pha ghi bàn là của Frank Ribery. Rất đáng tiếc cho AC Milan và còn đáng tiếc hơn cho Fernando Moseleyra khi mà ở trong tình huống này anh đã thi đấu rất hay. Phút thứ 76 bóng được đưa lên cao cho Timo Werner. Không được rồi. Alaba đã chuyển bóng hỏng. Đây là Mario Balotelli. Vẫn là Mario Balotelli. Rất khéo léo, sút đi, không vào. Cơ hội tuyệt vời để AC Milan vươn lên dẫn trước một lần nữa. Mario Balotelli đã có pha ngoặt bóng để loại bỏ Dante nhưng đáng tiếc là trong tình huống dứt điểm cuối cùng anh đã không chiến thắng được Manuel Neuer. Keisuke Honda, Hoverdis, vào rồi. Bóng đã nằm gọn trong lưới của Manuel Neuer. Các cổ động viên của đội nhà đã không phải tiếc nuối quá lâu khi mà ngay sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Mario Balotelli thì bàn thắng cũng đã đến cho đội bóng con cưng của họ từ pha đánh đầu của Benedict Hoverdis. Phút thứ 90, Honda cứ được bóng rồi. Mario Balotelli dẫn bóng tốc độ. Vẫn là Mario Balotelli, câu vào, Jesse. Và bỏ lỡ khá đáng tiếc của Jesse Rodriguez. Nhưng cuối cùng thì AC Milan cũng đã có được chiến thắng dù khá là nhọc nhằn trước đại diện của nước Đức là Bayern Munich. Nhìn toàn cục thì hôm sáng xứ Bavaria vẫn là đội bóng thi đấu nổi bật hơn nhưng đáng tiếc là những chân sút của họ đã không thể tận dụng được những cơ hội mà mình tạo ra. AC Milan vẫn chưa thể cải thiện được mặt trận phòng ngự của mình nhưng rất may là hàng công của họ vẫn đang thi đấu ở phong độ cao để sửa chữa những sai lầm có thể có từ phía sau. Nhưng tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ nghênh đón một đối thủ xứng tầm khác, một trong hai đại diện của thủ đô Tây Ban Nha, Atletico Madrid. Nhưng mà dù sao thì mình xin dành khoảng thời gian của trận đấu này để nói về một vấn đề khá là ngoài lề khác. Thì chắc chắn tất cả các bạn đều biết, cuối tuần này ở giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra một trận cầu rất khủng khiếp. Đó là cuộc đối đầu giữa Chelsea của Jose Mourinho và Manchester United của David Moyes. Hiện tại thì cuộc đua đến ngôi vô địch của giải Ngoại hạng Anh vẫn đang diễn ra rất gắt gao khi mà ba đội đầu bảng vẫn đang cạnh tranh quyết liệt với khoảng cách chỉ là một điểm. Sau 21 vòng đấu, Arsenal, Manchester City và Chelsea đang lần lượt có 48, 47 và 46 điểm. Ở vị trí thứ tư đang là Liverpool với 42 điểm. Nhưng ai cũng biết rằng chỉ cần một trong ba cái tên sảy chân thì chắc chắn là lữ đoàn đội của Brendan Rodgers có thể chen chân vào top 3 bất cứ lúc nào. Và ở cuối tuần này, đoàn quân của ông Jose Mourinho sẽ phải gặp thử thách lớn nhất trong bốn đội đầu tiên, đó là Manchester United.
Vào thời điểm này thì tình hình ở Manchester United vẫn không mấy tốt đẹp khi mà ông David Moyes vẫn đang loay hoay với đội hình của mình. Đó là chưa kể tới việc họ sẽ phải gặp khó khăn lớn khi mà bộ đôi Van Persie và Wayne Rooney cũng sẽ phải ngồi ngoài tại trận đấu ở Stamford Bridge lần này. Hai trận sút tốt nhất của Manchester United vẫn chưa thể hồi phục chấn thương hoàn toàn để trở lại. Và chắc chắn là Jose Mourinho sẽ muốn một chiến thắng để đoàn quân của ông có thể tiếp tục duy trì thế bám đuổi với Arsenal và Manchester City. Và niềm tin chiến thắng của họ lần này sẽ càng được củng cố với sự có mặt của Nemanja Matic. Với sức vóc lý tưởng và thể lực dồi dào cùng với khả năng công thủ toàn diện, cầu thủ người Serbia được trông chờ sẽ trở thành một ông chủ mới tại khu vực giữa sân của Chelsea và có thể thay thế được Frank Lampard trong tương lai. Mình nghĩ là lúc đầu thì Jose Mourinho cũng không có định mang Matic về đâu, nhưng mà khi thấy rằng Xabi Alonso đã gia hạn hợp đồng với Real Madrid thì ông mới tính đến cái phương án này. Nhưng mà dù sao thì cũng được, Nemanja Matic thì trẻ hơn và cũng có tiềm năng trở thành ngôi sao như Xabi Alonso. Dù chưa biết được rằng tương lai như thế nào, nhưng mà tạm thời thì mình nghĩ đây là một sự bổ sung và đầu tư chính xác của Jose Mourinho. Nếu may mắn thì trong thời gian tới, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng sẽ mang về một tiền đạo mới. Dù rằng cái này thì mình nghĩ cũng sẽ không diễn ra ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Chỉ đơn giản là có cảm giác như vậy thôi. Ít nhất thì mình mong rằng Chelsea cũng sẽ tống đi sớm những cầu thủ không còn giữ được phong độ hay không đóng góp được nhiều cho đội bóng nữa, giống như là Dembaba hoặc là Michael Essien, hoặc nếu được thì cả John Obi Mikel nữa. Trước giờ mình chưa bao giờ thích John Obi Mikel bởi vì anh này nhìn khá là vụng và thật sự là mình cũng không có thấy được miếng gì nổi bật ngoài việc có thể lực dồi dào và tỷ đè tốt. Bởi vì thật ra anh này chuyện rất là dở, mất bóng cũng nhiều và phạm lỗi không đáng có cũng không phải là ít, cho nên cũng khá nguy hiểm. Nói chung là tống được nhiều thì tống, bởi vì đội hình của Chelsea bây giờ cũng rất là chật chội rồi. Nhưng mà dù sao thì hãy quay trở lại với vấn đề cũ. Ở trận đấu cuối tuần này thì nhiều phần trăm là Jose Mourinho sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bộ ba Oscar, Hazard và Willian hoặc là Andre Schürrle, sao cũng được. Còn đá cao nhất mình nghĩ vẫn sẽ là Fernando Torres khi mà tiền đạo người Tây Ban Nha đang thể hiện phong độ khá cao với 2 bàn trong 2 trận đấu vừa rồi. Mọi sự kỳ vọng là được đặt lên vai của Eden Hazard khi mà cầu thủ này đang thể hiện một phong độ cao. Và chắc chắn là sự có mặt của Matic cũng là phần nào để giảm đi áp lực phòng ngự cho cầu thủ người Bỉ, để anh có thể tập trung hơn vào mặt trận tấn công. Khoan, nếu mà nói như thế này thì có thể là trong tương lai Jose Mourinho cũng có kế hoạch cho Juan Mata. Ok, thật là thâm sâu. Nhưng mà như sao thì tóm lại chắc chắn là mình hy vọng và mình muốn rằng Chelsea sẽ giành một chiến thắng ở trận đấu cuối tuần này để duy trì thêm bám đuổi với hai đội bóng ở trên, cũng như là cho Manchester United biết mặt. Thật ra thấy cũng kỳ, bởi vì trong mấy ngày gần đây mình đọc báo thì thấy rằng những mục tiêu mà Manchester United đang nhắm tới thì không có mặn mà gì với đội bóng thành Manchester, khi mà bây giờ cái vị thế của bầy quỷ đỏ cũng đã tụt đi rất là nhiều rồi. Nhưng mà thật ra thì thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Dù sao thì quay trở lại với video này. Mario Balotelli đã tái hiện hình ảnh của Radamel Falcao trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Deportivo La Coruña ở La Liga mùa giải trước, khi mà một mình cầu thủ người Ý đã ghi đến 5 bàn thắng cho AC Milan và mang về chiến thắng cho Rossoneri. Và với hai chiến thắng vừa rồi thì AC Milan cũng đã vươn lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh với 84 điểm, cách 2 điểm với Real Madrid và thi đấu nhiều hơn 2 trận. Nhưng mà dù sao thì đây cũng sẽ là kết thúc cho video này của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để phần comment dưới, mình sẽ đọc hết. Ngoài đó thì mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình đã lại vô lâu. Xin chào.